thì tốt đẹp là đến với bạn, hiểu không? Bạn mong tôi không hay thì lúc mà bạn không hay thế nào cái thì lúc ấy chán lắm, tự mình lại đấy đấy. Anh có dùng mỹ phẩm gì đâu em ơi. Hoa anh Túc, cảm ơn bạn nhé. Cảm ơn bạn Vinh Trọng Nghệ An nhé. Trang trại của chú ở đâu vậy? Ở trong Trương Mỹ. À, khá khá chắc tầm khoảng 2 năm nữa về các bạn. Cảm ơn bạn Hương nhé. Cảm ơn bạn cầu buồn VR. Ui, mình. Ui, cảm ơn bạn Te nhá, tặng cho quả. Ui rồi, chưa kịp follow bạn ấy mất rồi. Cảm ơn Ngọc Anh nhá. Đây. Bạn này bạn hỏi câu lúc nào đi đã. À, bạn Te, cảm ơn bạn nhá. Bạn tặng nhiều mũ đấy. Ok, follow bạn rồi đấy. Các bạn lại cứ follow mình thôi, mồm lại méo. Ok bạn. Follow mình thì lại follow bạn thôi. Ngày xưa gì em. À. Có chứ em, tóc lúc nào mà chả có. Cảm ơn bạn câu buồn vì ai à? Ui giời, bạn viết chữ liền quá. Cảm ơn bạn nhé. Ừ, cháu qua gặp chú ok mà. Gặp chú cháu vào nhà chú uống nước cũng có gì đâu. Mất hết tiếng anh ơi. Mất tiếng à anh em ơi? Sao thế nhỉ? Có tiếng mà, thế là mình tưởng mất tiếng. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn buổi chiều thật là vui vẻ nhé. Và luôn luôn mạnh khỏe, bình an nhé. Cái gì phiên like tư cách cái gì? Bỏ vợ thì ốm hơn, chán thì khỏe hơn chị. Mất đéo đâu mà mất. Úi giời, sao bạn đã nói câu khác thì phải hay không? Anh em mình có gì đâu mà mất mà đấy. Úi, thằng này trùng tên với anh. Bây giờ Tùng là thôi kệ Tùng ơi. Nếu nói ai nói xấu chú Dũng bước qua xác thôi chú. Tùng ạ, kệ kệ xã hội mà. Nói chung là người ta khi chả ghét thì mình đâu, nhưng mà cứ lên đây thì lại thế. Nhưng trước khi cái lúc gặp ngoài đường kia ở nhiều chỗ khi chả có gì nhau cả. Đấy, chả ghét thì bỏ, khi còn chào hỏi nhau. Qua chú về Monaco Vĩnh Yên đúng rồi. Đúng rồi, mạng xã hội mà em. Không phải là ghét bỏ gì đâu, làm gì mà con người có ghét bỏ nhau mức độ đâu. Cứ lên đây lại cứ hay thế. Ê. Chú đọc thằng mấy thằng comment nít làm gì. Ok Khánh Đồng nha. Không, mình có đọc đâu, nhưng mà đấy mình nói chuyện để cho nó biết đánh nhau không. Thôi bạn ơi, cho tôi xin. Sợ lắm. Cho mình xin. À, cào phím cho vui chứ ạ. Ông Mạnh Lê này cào phím cho vui chứ ạ. Ừ, vui cũng được, làm gì làm biết là vui. Nhưng mà kiểu ý mình nói làm sao. Câu cũng là câu nói làm sao cho nó văn minh một tí, hiểu không?
Còn giả dụ mà đứng trước mặt nhau thì có những cái lời ăn tiếng nói như thế, chắc mình nghĩ chả bao giờ có ai cả, vì mình cũng làm gì ai đâu. Mà nếu không làm gì ai mà cũng mà đứng trước mặt mà nói mình thế thì cũng không được, đúng không? Đấy, nói trên này thì là chán thật. Cạo mẹ chọc đầu mày giờ. Sơn đen à? Bạn cần phải nói những cái lời mới thôi nhỉ? Tôi bạn đã biết nhau đâu đúng không? Không quen không biết nhau đúng không? Không hằn thù gì bạn đấy. Còn nếu bạn bảo cạo đầu được bạn bạn đến mà cạo. Tôi bảo gì đâu. Đúng không? Bạn cứ đến mới cạo thôi. Quý cá bắn. Cảm ơn bạn nha. Sao mà khổ thân ở Nguyên? Chú đã có gì mà khổ thân? Bây giờ cháu lên thế đầy người như ấy với cháu, đúng không? Sơn đen rào rồi phát ngôn thế chú. Mình cũng không biết bạn thì già hay trẻ, nhưng mà mình có hằn thù đâu, còn hằn thù gì nhau hay là cướp cơm các gạo của nhau hay nọ kia thì gặp nhau trực tiếp chứ còn gặp gì ở trên này. Kệ lũ danh con đánh. Ok em. Thành Trí chào Dũng, cảm ơn nhá. Cảm ơn Thành Trí nhá. Ok bạn là Đàm Đức nha, lúc nào à? Ủa, anh em lúc nào cũng được, lúc nào sang anh uống nước. Cảm ơn bạn CL7 nhá, Audi nhá. Phúc, cảm ơn Phúc nhá. Công Trí, cảm ơn bạn nhá. Dung Dung còn nói chuyện người 1 2 phút anh nhà anh vệ sinh nhỉ. Đấy, cưới chồng đi đấy. Chào cả nhà thân yêu nhé. Mình là em gái anh Dũng nhá. Yêu anh đi em à, Tí Sơn. Tí Sơn mặt thì non choẹt ra. Đi cá mập. Có chồng mà lại tuyển chồng hả Mạnh? Sợ thế được cho mình nó buồn ngủ hôm qua lúc khuya. Đoàn ơi, nhà anh mình thì mình ở chứ sao không được ở à? Lại bảo họ hỏi là nhà, ở nhà anh Dũng sao thế, thích sang đây chơi ở đây bao giờ lấy chồng nó mới đi. Ok, chị chào anh em Huế nhá. Bà rồi lấy chồng nó mới đi. Chị mình thì đánh ghen cái gì? Bà rồi lấy chồng nó mới đi anh em ạ. À. Chị mình thì đánh ghen gì? Vợ anh Dũng biết được cái chị mình. Nó là em gái em, là cái gì? Anh ở cùng anh chị bao nhiêu lâu? Bỏ thì mình lại lấy vợ khác. Bỗng chào anh chưa là anh nào đấy? Anh Phạm 99. À, anh mới đổi 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 tên TikTok à? Ai? Cái hôm mà anh đăng tuyển chồng ấy. Ừ. Dung 89 à, đấy đúng đấy, chuẩn đấy, bạn biết đấy, đúng Dung 89 đấy. Đúng rồi, Tuyên Quang 22, 89. Cứ tống nó đi cho nó rộng nhà.
Chị chào Thu Hà Nội nhá. Ở đây vẫn ngửi mùi thuốc lào. Hả? Ở đây cũng ngửi mùi thuốc lào. Anh giết đấy. Anh giết nó cơ. Dung yêu anh không kìa? Có, yêu tất cả các anh luôn. Các cụ bảo rồi, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Ông nào cứ mang rượu nút chuối với cả gói lạc giang sang đây gặp anh vợ tương lai thì là của là gà thôi. Là gà thôi. Rất đơn giản. Có mỗi chai rượu nút áo chuối với cả lạng lạc là xong. Chai rượu nút chuối với lạng lạc giang mà không. Tí vào luôn, vào luôn đi, bạn nào bảo tí vào vào luôn đi. Có thì xử lý ngay. Dung 89 không phải bạn lay ạ. 89 không phải 98. Ok, để mang rượu qua. 98 chứ, 89 gì? Ừ. Dung này gọi 98 không làm gì mà rẻ đấy. 89 đấy. Dung bóng xinh quá. Cảm ơn Tê Bà Ban. Bạn nào úp dây. Úp dây. Tặng hoa. Cảm ơn Lam Ni nhá. Tim. Mặt chú này gì? Này chẳng gì. Chú mặt lúc nào chả thế. Yêu thương Dung từ lâu lắm rồi. Điêu. Dạ, anh có tiệc gì à? À, tí nữa mấy ông anh Giang Rồng với cả anh Quý Ngọc ở bên Mỹ, mấy em bên Mỹ về chơi với cả mà ông cả với bà cả Hưng Ba Ba, ui rồi nhà hàng Cường Dê Cường. Đình Bình. Cường ơi là Cường. Anh Cường lại xem Cường nào lên anh đi Cường ơi. Thế mà vẫn ế tận giờ đấy. Ui rồi Cường. Bắn. Ui giời ơi Cường. Bắn pháo bông, giấy. Cường hay phết đấy, Cường nói chuyện tình cảm. Cảm ơn Cường nhá, nhà hàng Cường Dê nhá, Ninh Bình nhá. Anh em qua Ninh Bình thì ủng hộ nhà em Cường hàng dê ngon lắm, nổi tiếng Ninh Bình. Nổi tiếng ở Ninh Bình luôn. Dê núi đá cá sông Đà. Đúng núi rồi. Đá là Ninh Bình mà. Cửa hàng dê của anh Cường được hot TikTok đấy. Là cái điệu múa vẫy khách vào dùng bữa. Mấy cái đứa mà cứ kiểu lên trên mạng cào phím với cả thôi kệ nó, thôi kệ nó đọc rảnh thì ở nhà mà thôi. Lo kiếm tiền thôi để kệ chúng nó dưỡng và báo hiếu ba mẹ đi, đừng đi sân si mà lên mà kiểu comment những cái comment không hay ho và không tích cực. Nghiệp đấy. Rồi, kệ. Chị chào Thái Monaco nhá. Chào chú, chào Dung. Hiệu chỗ trên chỗ Tuyên Quang Hiếu Tàu ấy. Mạng xã hội mà. Chào Ngọc nhá. Kệ nó thỉnh thoảng có người có khi gặp mình nó ghét đâu, khi vẫn tình cảm anh ai em mà biết cháu. Ai mà biết anh em mình ấy thì thừa biết là mình hay sang bên này từ ngày xưa chứ không phải bây giờ. Bảo Giang Rồng ra đi, ra Giang này trong anh ơi em đây. Đi đâu rồi anh, đi đâu rồi? Ok, thế thì chờ 15-20 phút nó về đây. 4 rưỡi rồi đấy. Đang tắc đường. Xe anh Hưng 33 đi sau anh à? Anh phải đi mua bếp ga công nghiệp ở đấy. Vừa đầu tư quả bếp ga công nghiệp cho nhanh như là đun. Bếp ga công nghiệp với cả đun bếp tày toàn trâu không à? Đã vừa mua công nghiệp bếp ga công nghiệp cả ga mới. Trâu cứ nhúng mẻ ngon nhất, ngọt. Ơi. Ờ, làm nhà hàng bảo công ty Vương Hưng ấy. Dạy nấu ăn một khóa tầm 50-100 triệu đấy. Ờ, anh biết rồi, mấy anh em xuống đi. Bọn nó Răng Rồng thì với anh đi bọn Hưng Bơ Ba này xuống đây. Thôi, cẩn thận không thổi cái hết thôi đấy. Ổng ẩu. Chị chào Đại Lê nhá. Ok anh đi xuống đi nhá.
Nội thất. Ừ, nó bảo nó làm cho ấy cái cửa nó bị cái bàn lề. Bung ạ. À cái bộ bàn cửa. Bán dầu gội đầu không anh? Anh không. Ừ? Cái cửa nhà vệ sinh bên bên phòng hát karaoke. Không phải đấy. Cái cửa đấy cũng làm chốt đi không ạ? Chốt à, có chốt thì. Chốt có đâu hỏng rồi. Cái cửa đấy mà ai mà cứ đẩy vào là người đi vệ sinh bên trong. Dung đang chưa có người yêu, đang tuyển người yêu và tuyển cảm chồng. Cảm ơn bạn Gia Huy nhá. Úi giời, bạn tặng. Chị hay quá chú ơi. Hả? Chú gần 6 sọi rồi đấy. 66 rồi đấy. Sinh nhật tới này là 67 tuổi này. Có 57 vậy, 67. À 57. Dung để em nhé thì phải mang rượu nút chuối với cả gói lạc giang sang chứ. Chú 56 thôi, 66 đâu, Dung nói nhầm. Cứ giữ mồm thì bảo giữ cho cháu, giữ bằng mồm thì giữ cái bất gì? Động sản, cảm ơn bạn nhá. Yêu Dung rồi, hay quá, yêu thôi. Yêu rồi thì mang rượu sao đi. Bạn nào yêu được là cứ bắn được lực thôi. Cảm ơn Gia Huy. Sao lại con chào hai vợ chồng, em gái chú đấy, không phải hai vợ chồng đấy. Đang tuyển chồng cho chị mà. Chào Ken nhá. Chúc mọi người luôn luôn buổi chiều luôn luôn mạnh khỏe nhá, bình an và hạnh phúc nhá. Chí Chọc nha, cảm ơn bạn nhá. Cảm ơn bạn Chí nhá. Chả hiểu đôi mắt bổ cao là đôi mắt gì. Sắc như dao bổ cao. Mắt mình là mắt buồn chứ không phải mắt sắc như dao bổ cao. Đúng rồi, Dung Tuyên Quang. Trẻ thái gái Tuyên đấy, các bạn ạ. Các bạn thấy câu ví đấy. Trẻ thái gái Tuyên đấy. Sang 2024 rồi. Phương Lim, cảm ơn bạn Phương Lim. Phương Lim. Sang 2024 rồi thì... Cảm ơn bạn Thành nhé. Tháng 5 này sinh nhật anh Dũng này. Anh Dũng 57 tuổi. Cảm ơn bạn Trọng. Và bạn T... LC Thành. Rồi bạn nào yêu được Dung cứ yêu thôi. Đang trọng nổ, cảm ơn bạn nhé. Đang cần tấm củ gấp. Bồ mới, ui giời, đã bảo là em gái đang tuyển chồng cho nó rồi. Bạn này còn hỏi tôi là bồ mới nữa, chán nhỉ. Yêu, cảm ơn bạn yêu nhá. Bạn gì toàn chữ Tây. Anh Dũng tuổi trẻ so với tuổi mà. Đi họp lớp, các anh, các chị, bạn của anh Dũng già lắm. Chú để quả người yêu cho cháu, để luôn. Lái máy bay được không? Ôi giời, chú hỏi thế, chú chịu rồi. Nên của Dung bóng là Dung bóng luôn. Nhưng mà cháu mà có bằng lái thì cứ lái thôi. Tin tức 24 giờ, cảm ơn bạn nhé, tin 24 giờ nhé. Bạn lại hỏi tôi gì thế, tôi chẳng muốn trả lời bạn nữa. Nếu mà bạn thích thì tôi thích. Đấy, TikTok của mình đấy, mình vừa ghim đấy, Dung đây đấy. 88 hợp, rồng rắn lên mây đấy à? Đại táo không, em gái mà. Cái gì sập đấy? Mà ghim đến sập hả? Sập gì? Ghim sập sao sập được? Ôi xưa. Người ta bán hàng online, người ta vẫn muốn ghim số điện thoại của tôi lên. Dung ngon quá, Thành Đạt à? Sắc như dao bổ cao, mắt này mà... Anh em hôm nay ở nhà, đi gần sáng mới về, đi... Chú sinh năm 68. Ok. Qua em đi Việt Trì về gần sáng về hôm nay nhà. Hưng Vũ, cảm ơn bạn nhá. Vui. Vui mọi người còn không cho về. Ừ. Chú hỏi